iPhone XS Max quốc tế 256GB, không zin tặng máy, giá chỉ hơn 12 triệu. Sang chảnh, tiết kiệm, thoải mái lưu trữ tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một câu hỏi đến từ bạn An Nguyễn với nội dung như sau. Anh ơi, giờ em có tầm tiền khoảng 8 triệu thì nên mua máy nào dùng lâu dài, camera đẹp để quay video chụp ảnh, hiệu năng mạnh mẽ để chơi game phổ biến, pin phải trâu, màn hình phải đẹp nữa. Mong anh trả lời ạ. Đây là một câu hỏi thật sự mình thấy là rất tham vọng đến từ bạn An Nguyễn. Khi mà chỉ với tầm tiền khoảng 8 triệu thôi mà bạn ấy muốn gần như là tất cả mọi thứ nó đều phải hoàn hảo rồi. Vậy thì trong khúc giá này, đầu tiên là dùng lâu dài, cái thứ hai là camera đẹp. Đó, thì hai cái này thì mình sẽ tư vấn cho bạn luôn. Đó chính là chiếc iPhone XR nằm trong khúc giá khoảng 8 triệu sẽ là best choice. Ngoài ra thì nó sẽ vẫn có một cái hiệu năng rất mạnh mẽ để chơi game phổ biến này. Pin thì nói chung là cơ bản nó sẽ là đủ dùng, nhưng mà xét với lại trong các dòng iPhone ấy thì đây là một trong những chiếc máy có thời gian sử dụng pin tốt nhất đến từ Apple. Cùng về màn hình phải đẹp nữa thì rõ ràng cái chiếc iPhone XR nó không phải là một cái chiếc máy mà có màn hình quá sắc nét, độ phân giải chỉ là HD cộng thôi, mặc dù cái độ phân giải HD của cái con này vẫn rất là cao các bạn nhé, cao hơn rất nhiều so với lại mặt bằng chung. Tuy nhiên thì khi mà nhìn vào điểm ảnh với kích thước màn hình là khoảng 6.1 inch, chúng ta vẫn thấy rất rõ về cái khoản này, đặc biệt là khi mà các bạn đọc các dòng test đồ cái thứ ấy, đó, các dòng chữ ấy, thì các bạn sẽ thấy rất rõ về cái khoản này. Nhưng mà về cái mặt chất lượng màu sắc cũng như độ sáng thì con này nó cho ra một khả năng hiển thị rất tốt. Độ sáng của nó chính xác là khoảng 625 nits. Trong cái quá trình trải nghiệm thực tế, mình đã sử dụng cái chiếc iPhone XR khoảng 6 tháng, iPhone 1 thì tầm khoảng 3 hay là 4 tháng gì đó. Thì mình thấy rằng là về cái mặt độ phân giải nó không thật sự ảnh hưởng đến cái trải nghiệm mình quá nhiều. Đó, riêng cái độ phân giải trên Apple thì nó không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm hiển thị của mình quá nhiều. Tại vì rõ ràng là cái độ phân giải của Apple nó lên tới là khoảng 800 cơ. Chứ còn thường với những cái độ phân giải mà HD khác đến từ thế giới Android ấy, nó sẽ dao động tầm khoảng là 720p. Đó chính là căn bằng mà nói thì đây là một cái độ phân giải nó không quá sắc nét cho cái kích thước màn hình là 6.1 inch. Nhưng mà khi chúng ta xét về cái chất lượng tổng thể, kể cả là về phần màu sắc, độ sáng ấy, thì cái tấm nền IPS LCD của này nó cực kỳ ngon. Màu sắc vẫn là rất trung thực và xem cực kỳ đã mắt. Đấy, thì đây là một điểm mà mình nghĩ là chúng ta có thể châm trước được về cái phần màn hình của con này. Còn về cái khoản mà hiệu năng mạnh mẽ để chơi những cái tựa game phổ biến ở thời điểm hiện tại, thì với con chip Apple A12 Bionic cộng với việc nó chỉ có cái độ phân giải là HD cộng HD Retina theo cái công nghệ của Apple, thì đây là một cái độ phân giải nó không quá cao, thành ra thì khi mà chúng ta chơi game ấy, nó cũng sẽ không phải là vận dụng quá nhiều như là những chiếc máy mà có cùng cấu hình được trang bị cái độ phân giải là Full HD Retina, như là iPhone XS, như là XS Max. Đó, thành ra thì pin nó cũng đã tiết kiệm đi được một phần và hiệu năng thì nó cũng sẽ nhẹ hơn, tại vì cái độ phân giải nó thấp hơn mà. Và ngoài ra thì nó sẽ còn có chúng ta là một cái camera với khả năng quay video bắt nét tự động cực kỳ tốt này, đi kèm với đó là thu âm nữa thì không có gì phải bàn. Đó, chất lượng ảnh của cái chiếc iPhone XR thì nó không thật sự là quá ấn tượng, có thể là so với lại những cái chiếc máy flagship cùng phân khúc này chẳng hạn, flagship cũ. Nhưng mà nếu mà so về đồng đều mọi yếu tố như là thu âm, quay video cũng như chụp ảnh thì con này làm tốt nhất. Về cái khả năng thu âm thì thôi không có gì để chê rồi, và về cái khả năng bắt nét nữa, cái con Galaxy Note 20 Ultra hôm trước mình có trải nghiệm thử tầm khoảng 3 đến 5 ngày ấy, thì không hiểu tại sao nhưng mà trong cái quá trình mà mình chụp ảnh lên ấy, mình thậm chí là mình dơ một cái bàn tay đằng trước như thế này mà máy nó không bắt nét được, trong khi nó có công nghệ lấy nét bằng laser. Và đây là một cái điểm yếu mà Samsung vẫn chưa fix được ở thời điểm hiện tại, rất là khó chịu về cái cách mà họ lấy nét các bạn ạ. Nó không bao giờ mà đúng như ý chúng ta như là trên Apple cả. Đó, còn về cái khoản mà dùng lâu dài thì thôi, iOS thì nó là một cái giao diện người dùng rất là lâu dài rồi. Các bạn biết rằng là một cái đời iPhone như thế thì chúng ta có thể là cập nhật từ 4 đến 5 năm hoặc thậm chí là 6 năm. Đó, cái phiên bản iOS như thế. Có thể là với cái chiếc máy iPhone XR này thì dùng best thì là nhẹ trong vòng khoảng 5 năm nữa nếu như các bạn mua về. Tức là sau khi mà nó kết thúc cái phiên bản cập nhật phần mềm iOS, các bạn vẫn có thể là sử dụng tiếp tục cái phiên bản iOS đó trong vòng 2-3 năm nữa và vẫn có thể là cập nhật phần mềm mới trên App Store một cách bình thường. Đó là cái giá trị mà những cái chiếc iPhone nó mang lại, và đó là lý do tại sao mà đến bây giờ vẫn cực kỳ là giữ giá. Sau lại những chiếc flagship cùng thời điểm ra mắt 2018 thì Android bây giờ nó dao động tầm khoảng là 5-6 triệu là cùng. Snapdragon 845 mà vào cái thời điểm ra mắt, hoặc là nếu mà so với lại những cái chiếc máy mà tầm khoảng năm 2019 đi, Snapdragon 855 đi là chính xác nhất là như thế, thì mức giá của nó bây giờ cũng là tầm khoảng 5-6 triệu, chứ khó mà được 8 triệu như là của iPhone XR. Riêng cái dòng Samsung thì may ra mới có mức giá tầm đó,
tầm khoảng là trên dưới 7 triệu. Còn nói về đối thủ của nó mà gọi là sừng sỏ nhất đi, iPhone thì thôi cứ mang iPhone vào mà để cạnh tranh luôn là cái chiếc iPhone XS đang được bán tại Điện Thoại Hay với mức giá tầm khoảng là 8 triệu rưỡi, còn iPhone XR này sẽ là 8 triệu. Thì việc mà để bỏ thêm khoảng 500 nghìn đồng như thế để sử dụng cái chiếc iPhone XS, chúng ta sẽ có một cái form thiết kế là đẹp hơn, sang trọng hơn, nhưng mà pin nó sẽ kém hơn, kích thước màn hình nó sẽ bé hơn. Đó, thì đây là hai cái giá trị mà mình thấy rằng là khi mà chúng ta bỏ ra như thế, chúng ta sẽ bị đánh mất trên cái chiếc iPhone XS này. Chỉ có những bạn nào mà kiểu chấp nhận bỏ đi cái tính thực dụng của cái chiếc iPhone XR này mà để bỏ thêm khoảng 500 nghìn nữa lựa chọn cái chiếc iPhone XS vì cái tính sang trọng của nó thì mới lựa chọn thôi. Chứ còn không thì mình nghĩ nó cũng không đáng để nâng cấp đâu, tầm khoảng 500 nghìn như thế. Vậy, còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc iPhone XR ở thời điểm hiện tại như thế này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Các bạn nào mà đang có nhu cầu mua cái chiếc iPhone XR này thì có thể đến ngay Điện Thoại Hay với mức giá tầm khoảng 8 triệu thôi. Đây được xem như là mức giá tốt nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại dành cho một cái dòng iPhone cũ như thế này. Và chắc chắn là Điện Thoại Hay sẽ cam kết 100% là zin rồi. Nếu như các bạn phát hiện ra là hàng dựng thì có thể là kiện cáo ăn vạ một cách bình thường, không có vấn đề gì cả. Điện Thoại Hay là một trong những cái đơn vị bán lẻ mà rất uy tín ở thời điểm hiện tại, nên là có nhu cầu thì có thể là kết vào đường link phía dưới mô tả của video các bạn nhé. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.